Trần Kiều Ân bị hoa Kiến Hoa phụ tình, tri kỷ tự kết liệu và cái kết bên tình trẻ kém 9 tuổi. Được mệnh danh là nữ hoàng xứ đài, danh tiếng của Trần Kiều Ân xếp hàng đầu trong làng giải trí, sự nghiệp biết bao người ngưỡng mộ, nhưng cuộc đời của cô lại lắng, tăng trầm. Trần Kiều Ân sinh năm 1979 tại Đài Loan. Cô bắt đầu bước chân vào làng giải trí từ năm 2001 với vai trò người mẫu, trợ lý và MC chương trình truyền hình. Nhờ sở hữu vẻ ngoài mạnh mai, gương mặt ưa nhìn, nữ diễn viên từ những ngày đầu hoạt động trong showbiz đã nhận được sự chú ý của các đạo diễn và giới truyền thông. Năm 2005, khi bộ phim Hoàng tử Ếch phát sóng, Trần Kiều Ân chính thức gây tiếng vang với vai nữ chính, đồng thời khẳng định tên tuổi trong làng phim truyền hình. Cô nhanh chóng trở thành nữ hoàng rating phim thần tượng Đài Loan. Đây là bước tiến lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Trần Kiều Ân. Cô và Minh Đạo cũng nhờ tác phẩm này mà trở thành thanh xuân của biết bao thế hệ 9x năm 2009, Trần Kiều Ân tạm biệt quê hương Đài Loan để tiến công phía Trung Quốc nội địa. Cô tham gia rất nhiều tác phẩm như Giai Kỳ Như Mộng, Kích Lạng Thanh Xuân, nhưng cũng mất tới 4 năm nhờ vai diện nữ phụ si tình, bá đạo đông phương bất bại trong tiếu ngạo giang hồ, phiên bản bàn tay vàng của Vu Chính. Trần Kiều Ân một bước trở thành sao hạng A, đè bẹp những nữ chính viên san san và nam chính hoác kiên hoa. Từ đây, sự nghiệp của Trần Kiều Ân là chuyện liên hoàn hit, cẩm tú duyên hoa lệ mạo hiểm vẫn cứ thích em, độc cô hoàng hậu. Sau nhiều năm gia nhập showbiz, giờ đây Trần Kiều Ân là một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn nhất nhì trong thị trường phim ảnh. Cô luôn được nhắc đến là mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của làng giải trí hoa ngữ. Về đời tư, nhiều khán giả cho rằng Trần Kiều Ân có nét gì đó khó gần bởi vẻ của cô kiêu kỳ và sang chảnh chứ không có sự gần gũi. Chưa dừng lại ở đó, những phát ngôn độc lập đầy tính nữ quyền của cô cũng khiến nhiều người không hiểu rõ lại cho là quá kiêu căng về thể hiện. Chẳng hạn như câu nói, tôi giàu, tôi tự do, vậy việc gì phải lấy chồng? Của cô từng khiến nhiều người tranh cãi. Thế nhưng ít ai biết rằng, ẩn đằng sau đó là một trái tim ấm áp, một tâm hồn nhạy cảm, một cô gái trọng tình trọng nghĩa. Mối tình gian dở với Hoắc Kiến Hoa, hơn 40 tuổi vẫn độc thân quyến rũ. Trần Kiều Ân liên tục vướng phải tin đồn hẹn hò với các soái ca như Cổ Thiên Lạc, Minh Đạo, Vương Khải, thậm chí là đàn em ngô lội kém 21 tuổi. Người đẹp vẫn luôn dựng dưng trước những tin đồn này. Cô nói mình chưa có ý định kết hôn, cũng chẳng muốn phụ thuộc vào một người đàn ông. Thế nhưng trong quá khứ, Trần Kiều Ân đã từng công khai hẹn hò với Hoắc Kiến Hoa. Năm 2003, Trần Kiều Ân và Hoắc Kiến Hoa quen biết trên phim trường Ngàn Vàng Tiểu Thư. Năm ấy, Trần Kiều Ân cũng chẳng khác bây giờ là bao nhiêu. Cô mạnh mẽ, quyết đoán và ngập tràn quyến rũ, kiêu kỳ. Còn Hoắc Kiến Hoa tuy là một người đàn ông ít nói nhưng lại vô cùng dịu dàng và biết sẻ chia. Họ lập tức bị đối phương thu hút và lao vào vòng xoáy ngọt ngào của tình yêu. Trần Kiều Ân của năm ấy, mới hơn 20, cô yêu Hoắc Kiến Hoa bằng sự ngây ngô và hết lòng của tuổi trẻ. Nhưng mối tình tiên đồng ngọc nữ này cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Theo nhiều thông tin, Trần Kiều Ân sinh ra trong một gia đình không có người đàn ông, từ nhỏ cô đã thiếu thốn tình cảm của cha nên luôn có cảm giác không an toàn. Khi yêu Hoắc Kiến Hoa, người đẹp thường xuyên bắt anh báo cáo lịch trình công tác, quản lý Hoắc Kiến Hoa rất chặt khiến nam tài tử ngột ngạt khó chịu, cuối cùng nhận tới đường ai nấy đi. Sau đó Hoắc Kiến Hoa lại tới Đại Lục để phát triển sự nghiệp, hai người cũng có những mối quan hệ mới. Gần 10 năm sau khi chia tay, hai người lại trùng phùng khi cùng đóng trong phim Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ của Vu Chính. Lúc đó từng có tin đồn, hai người tình cũ không rủ cũng tới. Nhưng tiếc rằng sau khi quay xong phim, scandal này cũng tan theo mây khói. Hoắc Kiến Hoa giờ đây đã là chồng là cha trong tổ ấm nhỏ với Lâm Tâm Như. Tình yêu của Hoác Ân chỉ còn là kỷ niệm của những ngày tuổi trẻ. Trên mạng từng xuất hiện tin đồn về lý do khiến cặp đôi tiếu ngạo giang hồ chia tay là vì mẹ của Hoác Kiến Hoa thích mẫu người như Lâm Tâm Như hơn là Trần Kiều Ân. Tuy nhiên, Trang Sohu cho rằng nguyên nhân thật sự chính là sự khác biệt trong tính cách và hình mẫu phụ nữ mà Hoác Kiến Hoa mong muốn sẽ kết hôn sau này. Từng có tin đồn, trong ngày Hoác Kiến Hoa kết hôn với Lâm Tâm Như, Trần Kiều Ân đã uống say, gào khóc nước nở vì đau lòng. Kiều Nhậm Lương, tri kỷ của Trần Kiều Ân tử vận. Trần Kiều Ân là một người sống nội tâm, cô có rất ít bạn bè trong giới giải trí. Và Kiều Nhậm Lương là người bạn thân nhất trong số những người bạn ít ỏi ấy. Dù Kiều Nhậm Lương ít tuổi hơn Trần Kiều Ân, nhưng trong suy nghĩ của nam tài tử, anh coi cô là bạn thân, là một đứa trẻ để yêu thương, chiều chuộng. Anh nhớ từng ngày, quan trọng của cô, luôn tặng quà và là chỗ dựa tinh thần, đưa cánh tay ôm cô bạn thân vào lòng mỗi khi cô trực phấp ngạ. Sự xuất hiện của Kiều Nhậm Lương như thiên sứ, như một phần ngọt ngào đáng trân trọng biết bao trong cuộc sống thiếu cảm giác an toàn của Trần Kiều Ân. Có lẽ vì vậy mà sự ra đi của anh khiến cô sụp đổ, suy sụp hơn tất cả mọi người. Ngày 17 tháng 9 năm 2016, cả thế giới giải trí châu Á bàng hoàng trước thông tin, nam diễn viên Kiều Nhậm Lương tự tự vì căn bệnh trầm cảm. Hàng loạt ngôi sao si biết sững sờ, thường tiếc cho chàng trai yêu màu hồng, Đặc biệt là Trần Kiều Ân, cô khóc liền mấy ngày kể từ khi biết tin, xuất hiện trong tang lễ của anh, cô lạ người tới mức phải có người dìu mới có thể bước đi. Gương mặt đau đớn của Trần Kiều Ân năm đó khiến chúng ta ám ảnh bởi nỗi mất mát tột cùng. Suốt năm năm qua, cứ vào ngày mất của Kiều Nhậm Lương, Trần Kiều Ân lại đăng một bức ảnh bầu trời màu hồng, sắc màu yêu thích của tài tử họ Kiều lên trang cá nhân để tưởng nhớ người bạn thân thiết. Tình cảm của người đẹp họ Trần dành cho người bạn quá cố đã khiến không ít người rơi lệ. Cuộc tình hạnh phúc bên bạn trai kém 9 tuổi. Về chuyện tình cảm, người đẹp chỉ công khai thừa nhận duy nhất một mối tình với Hoắc Kiến Hoa trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Mãi đến khi tham gia sâu tình yêu của người con gái, nữ diễn viên họ Kiều mới tìm được người mà cô tin tưởng. Cụ thể trong chương trình tình yêu của người con gái, nàng Đông Phương bất bại Trần Kiều Ân đã gặp gỡ doanh nhân giàu có người Malaysia tên Alan kém nữ diễn viên 9 tuổi. Đầu tháng 12 năm 2019, Trần Kiều Ân công khai hẹn hò với bạn trai Duyên Nhân. Được biết, Allen là người đàn ông chu đáo, luôn ân cần chăm sóc bạn gái. Tính cách tinh tế của anh đã chinh phục nữ diễn viên 40 tuổi. Thêm nữa, anh còn sở hữu sự nghiệp thành công. Bên cạnh những lời chúc phúc, nhiều người cho rằng cặp đôi không xứng. Thời gian đầu, người hâm mộ của Trần Kiều Ân phản đối cho rằng Allen không xứng với thần tượng của mình. Fan của Trần Kiều Ân đã tìm một số bằng chứng cho thấy Allen nói dối là người có cuộc sống riêng tư hỗn loạn, quan hệ với gái mại dâm và phụ nữ thoát y. Một số lượng không nhỏ người hâm mộ rời khỏi hội nhóm fan nữ diễn viên để tỏ rõ thái độ của mình. Đáp lại mọi lời chỉ trích, Trần Kiều Ân một mực bảo vệ người yêu. Nữ diễn viên và người tình cũng lên kế hoạch về lễ cưới. Chia sẻ về một nửa, nữ diễn viên cũng nhận xét, dù kém mình 9 tuổi nhưng bạn trai là người lãng mạn, biết chăm sóc bạn gái. Cô đã ra mắt gia đình bạn trai chỉ sau vài tháng quen nhau. Giữa năm 2021, truyền thông xứ đài đang dồn dập đưa tin Trần Kiều Ân đã bí mật kết hôn, đang mang thai đứa con đầu lòng ở tuổi 42 với bạn trai Allen. Đáng chú ý, người hâm mộ bắt đầu nhận ra dấu hiệu khác biệt mà Trần Kiều Ân cố tình thể hiện trên trang mạng xã hội. Cụ thể, thời gian gần đây, nàng Đông Phương bất bại rất quan tâm tới hội họa. Cô và bạn trai thường xuyên đi bảo tàng và dành thời gian vẽ tranh. Mới đây nhất trên story Instagram, Trần Kiều Ân khoe loạt ảnh cùng dòng nhắn, ông xã vẽ bức tranh tới ba rưỡi chính vì điều này mà netizen luôn cho rằng Trần Kiều Ân đã kết hôn từ khi có tình yêu Trần Kiều Ân cũng trở nên rạng rỡ tinh thần lạc quan hơn hẳn cô tích cực chia sẻ về lối sống lành mạnh bí quyết giữ gìn sắc đẹp đến khán giả nữ diễn viên động viên mọi người sống lành mạnh chăm lo bản thân trước khi người bạn đời lý tưởng của mình xuất hiện nói về quan điểm tình yêu nữ thần Đài Loan cho biết tôi luôn tin tưởng vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên Tôi cũng chẳng sợ người khác chê cười mình rằng đã từng tuổi này còn tin vào quan niệm yêu đương của các bạn trẻ. Dù có ế e đến tận 50 tuổi, tôi vẫn cứ tin. Cảm giác sự cuốn hút ban đầu của đối phương với tôi rất quan trọng. Tôi muốn ở bên cạnh một người mà tôi yêu say đắm, yêu mọi thứ của người đó. Có như vậy cuộc sống mới thực sự ý nghĩa. So với người khác, cô càng hiểu về bản thân, về cuộc đời mình hơn cả nhưng có lẽ không mấy ai hiểu được Trần Kiều Ân từng trải qua tuổi thơ thiếu vắng bóng cha đầy bất an. Người từng bước ra khỏi một mối tình đầy nhiều luyến tiếc, người mất đi một chi kỷ trong đời là Kiều Nhậm Lương. Tất cả những gì Trần Kiều Ân trải qua khiến cô sợ mất mát hơn tất cả. Với những tình cảm thiêng liêng, cô đều bước thật chậm, thật chắc để bản thân không phải mất thêm bất cứ điều gì.